bạn ơi, đây là cái chợ chim cảnh ở thành phố Lạng Sơn Nam. Bây giờ ở đây ngoài này bán rất là nhiều côn trùng này, rất là nhiều cào cào này các bạn ạ. Rất là nhiều. Cái này đi. Cái này đi bắt hay là đi như nào? Bắt rồi. Cái đi lên trên đồi nhẫm là nó phát ra người ta bắt rồi. Đi hết bắt. 15.000 túi đấy. Một túi này có khoảng bao nhiêu con nhỉ? Ai biết, có ai đếm được đâu. Không ai đếm. Không đếm được anh em. Khi nào con 1.000 em phải đếm. Khi nào con 1.000 phải đếm. Đúng rồi, khi nào con 1.000 phải đếm. Cô vào đi. Cô coi cho làm nửa bao thì chắc chim vậy. Trên này nữa có rất là nhiều cái con gì nhỉ? Con này về chăn chim thì mình chả biết con gì đâu. Đây mà nhiều cào cào. Là côn trùng thôi các bạn ơi, rất là nhiều. Đây cái này đầy hết này. Em 15.000 2 túi.